Xin chào các cô chú và anh chị. Lời đầu tiên Ti xin gửi lời chúc tốt đẹp sức khỏe đến tất cả cùng mọi người. Hôm nay Ti đến công ty chi nhánh cổ phần của công ty xuất nhập khẩu Súp Bê Phát để mua một cái máy phục vụ vào công việc chăm sóc cho các bé ở mái ấm. Đây là nơi bán những cái máy móc công nghiệp về vệ sinh, sạch sẽ phòng ốc, nơi các bé mà có thể phục vụ cho các bé của Ti. Những cái máy này là sử dụng ở trong những cái tòa nhà hoặc là những cái nơi mà của những cái công ty mà dọn dẹp vệ sinh. Thì Ti đã chọn một cái máy. Cái này là 30 lít đúng không em? Cái máy này là máy hút nước và có thể hút bụi luôn. Giá là 3 triệu rưỡi ở công ty của công ty. Khi mà Ti làm vệ sinh cho các bé thì đôi khi ở trong nhà nó còn đọng lại một miếng nước. Các bé ở ngoài sân thì được ngủ ở trên những cái bàn và những cái kệ, cái giường bằng inox, bằng sắt. Nhưng mà ở trong nhà thì các con nó ban ngày sẽ nằm ở dưới đất. Thì nhiều khi Ti quét nước nó bị vẫn còn hơi ẩm ướt, mình không lau khô được 100%. Thì khi mà Ti nhận được sự hỗ trợ của anh chị, mới sáng nay Ti nhận được một anh ở Úc. Bây giờ Ti bất chợt quên tên anh, hỗ trợ cho máy ấm của Ti 1 triệu. Thì Ti có trích thêm chi phí mà các bạn hỗ trợ, người thì 200-300 để gom lại mua cái máy này. Thì thấy cái máy này nó rất tiện ích luôn mọi người. Bây giờ hiện tại chồng Ti đang tư vấn về cái cách sử dụng máy. Ti xin chia sẻ cùng với cô chú và các bạn. Thật sự công việc chăm sóc các bé cún mèo là vô cùng cực luôn. Mình làm mình không có thời gian nghỉ ngơi gì hết. Làm từ sáng cho tới khuya luôn, vợ chồng Ti mới được nghỉ. Bên cạnh đó thì Ti có một số máy móc, ví dụ như là máy bơm, tủ cơm công nghiệp, nồi nấu cháo cánh khuấy, máy cắt rau củ, thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức của mình. Cách đây vài ngày có một chị thấy Ti rửa cái tủ đông nó cực quá, thì chị có giới thiệu với Ti cái máy này. Và Ti cũng đã tìm ở trên mạng đến nhà phân phối để Ti mua. Bây giờ Ti sẽ test máy nha cô chú và mọi người. Bật cái này. Đây. Bật lên này. Đây là máy test mà cô chú. Bây giờ em ở trong kho sẽ vô lấy cái máy mới và vợ chồng Ti sẽ mang về máy ấm để phục vụ cho các con. Đây là cái máy mới 100%. Bỏ cái đồ tặng vô đi ba, không tí nữa mình quên á. Ví dụ như vậy là cái này nó theo máy đúng không? Đưa thêm một cục nữa mới gọi là tặng. Con này nó theo máy sao? Không, nó không theo máy. Máy không. Em đã tặng cho mình một cái lọc bụi này, thêm một cái nữa. Đây là cái lọc bụi được tặng. Lươn cái này là đi theo máy thôi. Cái này đi theo máy, còn cái đó hàng được tặng. Thôi bây giờ vợ chồng Ti sẽ thanh toán tiền cho bên nhà phân phối rồi vợ chồng Ti về. 450.000 một cái. Trời mắc quá vậy hả? Và cái này là kiểu là giấy. Mình cứ trà kiểu theo thứ là được. Trà đúng không? Cho mấy cái máy hơi nha, mình xịt nó lại. Xịt thì càng tốt. Thôi bây giờ Ti xin cảm ơn cô chú và các anh chị. Ti xin được tắt clip ở đây. Ti cảm thấy rất là vui vì hôm nay các bé ở máy ấm của Ti sẽ được có cái sân á, cái sân mà các bé nằm nó sạch sẽ và mát mẻ hơn. Kính chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Ti xin khép clip, hẹn mọi người ở clip sau.